vì sao đồng bằng sông Cửu Long khô hạn và thiếu nước sinh hoạt. Do tình trạng thời tiết nóng ẩm toàn cầu cực đoan đang gia tăng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng khô hạn và xâm nhập mặn. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều kinh rạch, sông ngòi khô cạn, đồng ruộng nứt nẻ, cây trái khô chết hàng loạt. Nhưng mãi gần đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới đưa ra dự đoán hiện tượng này có thể tác động đến nguồn nước ngọt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Tiền Giang là tỉnh đầu tiên công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 6 tháng 4 đưa tin, tỉnh đầu tiên ở miền Tây công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp. Bản tin cho biết tỉnh Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Đây là địa phương đầu tiên công bố tình huống khẩn cấp trong mùa khô năm nay sau khi hạn mặn đã khiến hàng chục nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng suốt nửa tháng qua. Trong khi một số tỉnh khác ở khu vực này bao gồm cả Sài Gòn cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Truyền thông nhà nước gần đây đã liên tục đưa tin cảnh báo hạn mặn năm nay sẽ khiến hàng vạn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 20.000 hecta lúa đông xuân gieo xạ ngoài lịch đang đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới. Vẫn theo Vietnam Express, huyện Tân Phú Đông hiện đã có 44.000 người dân sử dụng nước máy với nhu cầu hơn 10.000 mét khối nước mỗi ngày đêm. Hiện nước máy lẫn nguồn nước tự cung tự cấp của người dân chỉ có khoảng 8.000 mét khối nước, còn thiếu khoảng 2.000 mét khối nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định việc xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như năm 2016 và 2019-2020, với các đợt xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, nhiều người nghi ngờ dự đoán này và cho rằng hạn hán và xâm nhập mặn năm nay sẽ tồi tệ nhất trong lịch sử. Do hạn mặn, một số nhà máy nước đã thiếu nước và tình trạng này đang diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Tây. Đó là lý do ở một số địa phương, người dân phải mua nước hay cầm xô chậu đi xếp hàng mà lấy nước sử dụng. Một nông dân ở tỉnh Bến Tre mang xô nhựa đi qua hồ khô nứt nẻ. Một nông dân ở Bến Tre không muốn nêu danh tính vì lý do an ninh đã nói với phóng viên Thời báo .de rằng nước mặn xâm nhập mấy năm nay cũng mấy đợt rồi, vất vả lắm. Người nông dân chúng tôi là chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đến giờ năm nào ngập mặn vào thì người dân ở đây toàn súng trông với mặn. Bà con tích trữ nước mưa ở các bồn chứa lớn để sử dụng cho mùa khô. Qua tìm hiểu, các chuyên gia về đồng bằng sông Cửu Long cho biết nguyên nhân chính khiến đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn sớm vào đầu mùa khô là do các đập thủy điện ở Trung Quốc và Lào hạn chế xả nước. Các nhà máy thủy điện vốn sử dụng sức nước chảy từ cao xuống để phát điện. Điều này đã khiến dòng chảy khu vực đồng bằng bị giảm mạnh. Giáo sư Võ Tổng Xuân, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ đánh giá, xâm nhập mặn là một thực tế đã và đang diễn ra ngày càng gay gắt do biến đổi khí hậu và tác động từ phía thượng nguồn ở Trung Quốc. Do đó, chúng ta phải biết sử dụng nước ngọt theo cách thông minh và tiết kiệm hơn để giảm nguy cơ bị hạn mặn xâm nhập tác động. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Về giải pháp ứng phó với vấn đề xâm nhập mặn, một giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng bà con nông dân không nên xuống giống trồng trọt, thay vào đó là trữ nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và cho thủy sản. Cuối cùng, nếu vẫn còn dư nước thì mới dùng cho các loại cây ít sử dụng nước. Có như vậy, hy vọng có thể cầm cự qua được thời gian khô hạn hiện nay. Ủy hội sông Mekong trong những năm gần đây đã nhiều lần cảnh báo về thực trạng nước sông Mekong đang ở mức thấp đáng lo ngại, phần lớn vì hạn chế dòng chảy từ các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn. Được biết, Trung Quốc đã xây dựng 11 đập thủy điện lớn trên sông Mekong. Các chuyên gia môi trường từng nhận định những con đập thủy điện của Trung Quốc không chỉ khiến mực nước ở đây thay đổi thất thường mà còn làm giảm lượng phù sa, giảm luồng cá xuống hạ nguồn và làm mất đi tính đa dạng sinh thái của con sông cũng như của đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao đồng bằng sông Cửu Long khô hạn và thiếu nước sinh hoạt.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Báo động tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai? Vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm hiện nay là mối quan tâm và lo lắng lớn đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Đặc biệt là với các bậc phụ huynh học sinh khi tình trạng ngộ độc thực phẩm ở các trường học đang gia tăng chóng mặt. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 4 đưa tin vụ một học sinh tử vong ở Nha Trang, còn 28 em bị ngộ độc đang nằm viện. Bản tin cho hay các bậc phụ huynh học sinh trường tiểu học Vĩnh Tường, Nha Trang đã rất lo lắng chờ đón em sau khi có tổng cộng đến 37 học sinh bị ngộ độc thực phẩm và được nhà trường đưa đi bệnh viện vào sáng ngày 5 tháng 4. Trong đó có một nữ sinh lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường đã tử vong. Vụ một học sinh tử vong ở Nha Trang còn 28 em bị ngộ độc đang nằm viện đã lan ra cả nước và đưa đến dư luận bàn tán xôn xao. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 5 tháng 4 tại trường tiểu học Vĩnh Trường, một em học sinh lớp 5 sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì bị mệt và ngất xỉu. Hai tiếng sau có thêm 19 em khác cũng có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu. Nên nhà trường đã chuyển các em vào bệnh viện đa khoa và bệnh viện tâm trí Nha Trang. Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, đến cuối ngày 5 tháng 4 vẫn còn 28 học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo bị ngộ độc thực phẩm, vẫn phải nằm theo dõi, điều trị tại các bệnh viện ở Nha Trang. Một lãnh đạo ngành giáo dục ở thành phố Nha Trang cho truyền thông hay, các em học sinh kể rằng đã ăn cơm gà, bánh mì gà xé và bánh mì ốp la trong cùng một quán ăn ở phía trước trường. Hiện công an và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc và tiếp tục công khai thông tin. Được biết, từ đầu năm 2024 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Mới đây nhất vào ngày 13 tháng 3, tại quán ăn Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hàng loạt người đã có triệu chứng bị ngộ độc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi ăn cơm gà tại quán này. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Theo báo cáo của Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng từ 250 cho đến 500 vụ ngộ độc thực phẩm với số nạn nhân vào khoảng 7.000 đến 10.000 người, trong đó có khoảng 100 đến 200 ca tử vong. Công luận hết sức lo ngại về tình trạng ngộ độc thực phẩm có tính hệ thống như vừa kể trên và đề nghị chính quyền thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa phải có biện pháp xử lý triệt để. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.de được biết hiện nay ở Việt Nam bên cạnh tình trạng mất vệ sinh thì việc sử dụng các loại hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm là điều hết sức phổ biến. Do chạy theo lợi nhuận, người sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản kích thích tăng trưởng không hợp lý hoặc làm giả các hàng hóa thực phẩm. Trao đổi với phóng viên Thời báo.de, chị Huệ Hà Nội cho biết, tình trạng ngộ độc thực phẩm trong các trường học ở Nha Trang đã khiến cho phụ huynh học sinh hết sức lo lắng. Đặc biệt, tình trạng mất vệ sinh và an toàn thực phẩm như hiện nay. Thực sự tôi mất niềm tin vào tình trạng vệ sinh và an toàn thực phẩm trước thắc mắc rằng vấn đề cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, các quốc gia khác đã làm khá thành công. Nhưng tại sao ở Việt Nam việc quản lý đã làm từ lâu, song không đạt được kết quả? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, khoa công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp giải thích như sau. Các nước khác đa số là sản xuất với quy mô công nghiệp, với số đầu các doanh nghiệp chỉ khoảng vài trăm, còn ở Việt Nam có tới 9 triệu hộ tham gia quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm với trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật, tập tục, tập quán cũng khác nhau. Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam công luận hỏi chính quyền có trách nhiệm gì? Về giải pháp để chấm dứt tình trạng trên, tiến sĩ Nguyễn Quang Anh cho rằng, chuyển thể từ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh hàng hóa, thì nhà nước cần có hệ thống pháp luật tiên tiến hơn, đầy đủ hơn và chế tài mạnh hơn để đảm bảo quyền được sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng. Công luận thấy rằng vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh các căn bệnh gây ra từ thực phẩm độc hại
không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, mà có tác động đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Việc các nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước phát triển bị trả lại do không đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang là những bài học đắt giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin báo động tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.